Học nghề làm giàu. Dạ con chào thầy. Cậu là... Dạ con là Sử, cha con là Trần Tám. Hóa ra là con trai Trần Tám. Ta có nhận được thư của ông ấy rồi. Có phải cha cậu muốn gửi cậu tới chỗ ta học nghề gốm, phải không? Dạ vâng, con rất muốn theo học nghề gốm. Xin thầy hãy dạy cho con ạ. Vậy cậu biết được những gì về nghề gốm rồi? Dạ, con cũng biết một chút sơ sơ ạ. Con có thể làm thử cho thầy xem ạ. Vậy cậu làm thử cho ta xem. Dạ vâng ạ. Này cậu, phải nặng trong lòng to ra, bé như thế thì đựng được cái gì? À, vâng. Nhìn cái bình của cậu kìa, to phè phè ra, trông thô quá. Cậu phải làm cho nó cao lên chút mới được. Cũng phải, tôi sẽ cho cao lên vậy. Sao lại thế này được? Cậu đứng dậy đi theo ta. Nếu ta bảo cậu lên núi chặt cây, trước mặt là một gốc cây to và một gốc cây nhỏ, cậu sẽ chọn cây nào? Tất nhiên là chặt cây to rồi, thưa thầy. Vậy nếu cây to là cây bạch đàn kia, còn cây nhỏ là cây thông bên cạnh, thì cậu sẽ chặt cây nào? Con sẽ chặt cây thông ạ. Gỗ thông quý hơn gỗ bạch đàn mà. Nhưng thân cây thông lại cong queo, chặt về cũng chả làm được gì. Trong khi cây bạch đàn lại thẳng tắp. Vậy thì chặt thân cây bạch đàn đi ạ. Tuy thân cây bạch đàn thẳng, nhưng lâu năm, phần giữa đã mục rỗng. Cậu nghĩ có nên chặt nó nữa không? Mục rỗng thì dùng làm sao được. Vậy thì chặt làm gì nữa? Con sẽ chặt cây thông. Nhưng thân cây thông cong queo thế kia, chặt sẽ khó lắm đó. Con cũng không biết nữa. Tại sao cậu không tự hỏi rốt cuộc chặt cây để làm gì? Tuy điều kiện thay đổi, nhưng yếu tố cuối cùng quyết định kết quả là động cơ ban đầu của cậu. Nếu muốn lấy củi, cậu liền chặt cây bạch đàn. Muốn làm hàng mỹ nghệ, cậu phải chặt cây thông, có phải không? Thầy cũng giống như vậy. Khi cậu nặng gốm, trước tiên phải xác định cậu định nặng cái gì, mục đích sử dụng của nó, để từ đó cậu nặng nó có hình dáng thích hợp. Chứ không phải người này nói phải nặng to ra thì cậu nặng to ra, người kia nói cho cao lên là cậu nặng cho cao lên. Con... Một người chỉ khi có mục tiêu từ trước thì lúc làm việc mới không bị những tác động bên ngoài mê hoặc. Mục tiêu rõ ràng, tư tưởng thông suốt mới có thể kiên trì. Đó là bài học đầu tiên ta dành cho cậu. Con hiểu rồi thầy ạ. Hiểu thì tốt, mau theo ta về xưởng bắt đầu học thôi. Dạ vâng, con đội ơn thầy. Sao ba nói dối con? Xong chưa con gái ơi? Con xong rồi ba ơi. Ngoan nhé con gái. Anh hai, tôi đến rồi đây. Bắt đầu tính công cho tôi nha. Cậu Hải đây rồi. Hôm nay có làm thêm được không? Hàng về nhiều quá mà
ta lại cần bốc gấp. Dạ được được, anh cứ để tôi. Người ta như hôm nay, không ngờ nhiều hàng đến vậy. Mệt hơn một tí, nhưng được thêm nửa công. Cuối năm sắm được tí Tết cho con là mừng rồi. Hôm nay mình làm còn nhanh hơn mình nghĩ đấy. Nhanh cái gì, hơn 5 giờ rồi chứ sớm đâu. Thôi chết, đã hơn 5 giờ rồi ư? Tôi phải về trước đây. Vội gì thế? Sao không đi làm chén nước cho đỡ khát đã? Lỗi, hôm nay ba bận giải quyết nốt chút công việc. Không sao đâu ba ạ, ba con mình về đi. Con đói chưa? Con đói lắm rồi. Ba con mình qua chợ mua con cá nấu canh chua nha. Yeah, tuyệt quá. Hoan hô ba. Ăn đi con, ăn nhiều vào con, cá chép bổ lắm. Ba, ba cũng ăn đi, ba cứ gấp cho con mãi thế. Con học hành cả ngày vất vả, ăn nhiều vào mới có sức chứ. Ba đi làm, cả ngày chỉ ngồi bàn giấy, công việc cũng nhàn, nên con không phải lo cho ba làm gì, cứ ăn nhiều vào. Vâng, con cảm ơn ba. Tết năm nay cơ quan thưởng cũng khá, hôm nào ba dẫn con lên chợ tỉnh mua cái áo khoác mới nha. Yeah, tuyệt quá, con cảm ơn ba. Ừ, ăn đi, để ba đi múc thêm canh. Ba không sao, con đừng lo, cứ ăn đi con, ăn đi. Ba nằm một lát sẽ đỡ thôi. Ba để con dìu vào giường cho. Không không, ba đỡ hơn rồi, ba tự đi được. Con cứ ăn đi, rồi còn học bài. Bát đũa cứ để đấy, lát ba rửa cho. Tội nghiệp ba quá, chắc ba đi làm cả ngày cũng mệt lắm. Từ nay mình sẽ rửa bát, giặt quần áo giúp cho ba. Quần áo của ba ư? Ba mang thêm bộ quần áo nữa đi làm gì nhỉ? Sao quần áo ba lại bụi bẩn thế này? Lại toàn mùi mồ hôi nữa. Hả? Công việc của ba không mệt, không đói. Ba ơi, con thương ba lắm. Tiền học thêm. Biết một quán trà xì tin lắm. Cuối tuần này khai trương, chúng mình đến đó chơi đi. Thế hả? Địa chỉ ở đâu? Có xa không? Trên chợ huyện, cách đây khoảng 5 cây số. Ngày khai trương nên nhiều ưu đãi lắm. Nghe đâu còn có cả ca sĩ đến hát mừng nữa. Yeah, tuyệt quá, nhất định phải đi mới được. Lan, cuối tuần đi nhé. Sao không nói năng gì thế? Thôi mọi người cứ đi đi. Mình không đi đâu. Sao lại không đi? Nhóm mình thiếu một người thì còn gì là vui nữa. Đúng rồi, phải đi chứ. Không thì tụi này nghỉ chơi đó. Đi nha. Ừ, thì đi. Yeah, hoan hô. Lỡ hứa với tụi nó đi rồi, giờ không có tiền, tính sao bây giờ? Phải rồi, mình có cách rồi. Ăn
đi con, cá khô ngon lắm đó. Sao mấy ngày hôm nay ngày nào cũng ăn cá khô vậy mẹ? Dạo này chợ ế quá nên... Thôi, con ăn tạm, rồi mai mẹ mua thịt cho. Mẹ, cuối tuần con phải nộp tiền học thêm toán, mẹ cho con nhé. Tuần trước mẹ mới cho con mà, sao đã lại nộp nữa? Sắp thi nên cô cho học thêm, đây là tiền học thêm mẹ ạ, chỉ có 200 ngàn thôi. Những 200 cơ à? Không được à mẹ? Được chứ, tiền đóng học mà, kiểu gì mẹ cũng sẽ có cho con. Con cảm ơn mẹ. Sao mẹ về muộn thế nhỉ? Lan ơi, sao hôm nay mẹ về muộn thế? Mẹ có chút việc. Con đã ăn cơm chưa? Con đói quá nên ăn tạm mì gói rồi. Mẹ có ăn chưa ạ? Sao không nấu cơm mà ăn con? Mẹ ăn bánh giò cũng no rồi. Đây, 200 ngàn của con nè, mai mang đến lớp mà đóng cho cô giáo. Yeah, con cảm ơn mẹ. Đúng là quán Trinh Huyện khác hẳn dưới chỗ tụi mình. Hôm nào lại đi tiếp nhé mấy nàng. Mỗi tội giá hơi chát, chịu khó vậy. Ai bánh giò nóng đây? Giọng ai nghe như... Ai bánh giò nóng đây? Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Sao hôm nay mẹ về muộn thế? Mẹ có chút việc. Con đã ăn cơm chưa? Con đói quá nên ăn tạm mì gói rồi. Mẹ có ăn chưa ạ? Hóa ra mấy hôm nay mẹ về muộn vì lên chợ huyện bán thêm hàng ư? Ăn đi con, cá khô ngon lắm đó. Dạo này chợ ế quá nên... Mẹ, cuối tuần con phải nộp tiền học thêm toán, mẹ cho con nhé. Mình đang làm gì thế này? Mẹ thì vất vả kiếm tiền đưa mình nộp học, còn mình thì nói dối để lấy tiền ăn chơi. Lan ơi, sao mày tệ vậy? Mày không biết thương mẹ gì cả. Lan, sao tự nhiên đứng thần người rồi mắt đỏ hoe thế? Không, chắc bụi bay vào mắt thôi. Thôi, về thôi, không muộn rồi, hôm nào đến chơi tiếp. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Chiếc áo xanh của mẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Đi học về rồi hả con? Có chuyện gì thế? Mẹ ơi, con được chọn lên thành phố thi triển lãm tranh rồi. Thật sao? Vâng, chính bức tranh con vẽ mẹ mặc chiếc áo xanh đó ạ. Ôi, con gái của mẹ giỏi quá. Vậy khi nào thì triển lãm trên thành phố vậy con? Tuần sau mẹ ạ. Con phải vào kể với ba đã. Ba ơi, con được đi dự triển lãm trên thành phố đấy. Ba thấy con có giỏi không? Mẹ, hôm đó mẹ cũng đến dự triển lãm nhé. Và mẹ nhớ phải mặc chiếc áo xanh rất đẹp mà ba tặng mẹ đó. Mẹ nha. Mẹ nhớ rồi. Còn con sẽ mặc. Chiếc áo này cũ mà cọc quá rồi. Chiếc này chị Tâm mới cho, nhưng rộng thùng thình à. Thôi, cứ mặc chiếc áo này cũng được. Có một vết vá nhỏ thôi. Mình à, con càng lớn càng giống mình đó. Nó ngoan ngoãn và giỏi lắm. Chỉ tiếc là em chẳng thể lo đủ cho con bé bằng bạn bằng bè. Tội nghiệp đó. Mình ơi, giá như mình có ở đây. Đúng rồi. Một tuần sau.
Thích quá, vậy là ngày mai được lên thành phố dự triển lãm rồi. Mai ơi. Dạ. Con thử chiếc áo này xem. Ừ, áo mới, lại đúng màu xanh con thích, đẹp quá. Ừ, mẹ chuẩn bị cho buổi đi triển lãm trên thành phố ngày mai của con đó, con có thích không? Ừ, vừa như in, thích quá. Con có áo mới rồi. Con cảm ơn mẹ. Con cất vào tủ, mai mới bỏ ra mặt mẹ ạ. Mẹ, sao lại... Mẹ ơi, có phải mẹ đã cắt chiếc áo của mẹ để may áo cho con? Ờ, thì không sao đâu con. Đằng nào mẹ cũng chẳng mấy khi mặc đến nó. Mẹ không mặc vì mẹ rất quý chiếc áo kỷ niệm của ba. Thế mà mẹ lại cắt ra để khâu áo mới cho con. Mẹ... Kìa con, áo mẹ có mấy khi mặc đến đâu. Với lại, quà kỷ niệm của ba con mặc nó sẽ càng ý nghĩa chứ sao. Ba mà thấy chắc sẽ vui lắm. Con gái của mẹ nín đi nào. Con vừa giỏi vừa ngoan, mà chẳng lẽ phải mặc áo vá đi dự triển lãm thì mẹ sẽ buồn lắm. Ước muốn cả cuộc đời của ba mẹ là chăm lo, bao bọc con, thì một chiếc áo này có xá là gì? Mẹ! Chiếc khăn ngày xưa. Sao cứ đi đi lại lại thế hả bà cụ non? Mẹ nói hôm nay chị hai về mà, sao mãi chẳng thấy chị về thế? Chắc chị còn bận việc, lát nữa chị về, con cứ ngồi xuống đây với mẹ. Lát là bao giờ ạ? À? Mẹ ơi, Út ơi! Con về rồi ạ. À? Chị hai về rồi! Chị hai về có mua quà cho em không? Có chứ, không mua quà cho Út thì mua cho ai nè? Đây, bim bim của Út đây. Á, à, sao lại là bim bim? Sao thế? Mỗi khi Út thích ăn bim bim lắm mà. Chị hai hứa mua cho em chiếc khăn len ở trên chợ huyện mà. Chị quên rồi hả? Ờ, chị hai không quên. Chị hai nhớ chứ. Thế sao chị không mua? Lần nào về chị hai cũng nói nhớ, mà chẳng mua gì cả. Ờ, thì... Kìa Út. Chị hai nói mua là sẽ mua mà, con đừng giục chị. Tháng sau sinh nhật Út, nhất định chị sẽ mua cho Út, chắc chắn đó. Chị nhớ nha. Ừ, chị hứa. Con làm thuê trên tỉnh, tháng được bao nhiêu đồng đâu, mà bày đặt hứa mua cho nó thứ đắt tiền làm gì, để tháng nào về nó cũng nhắc vậy con. Tháng tới lĩnh lương là con dành đủ tiền mua cho em rồi, mẹ đừng lo. Thôi con vào tắm rửa xong, phụ mẹ nấu cơm nha. Thích quá đi mất. Hoan hô chị hai. Nhất Út rồi nhé. Cảm ơn chị hai đi. Cảm ơn chị hai. Em yêu chị hai nhất. Yêu chị hai nhất. Thế mẹ thứ mấy? Con yêu cả mẹ, cả chị hai nhất luôn. Đường thành phố đúng là đông như kiến. Nếu không vì lên thăm con Út á, thì mẹ chắc chả bao giờ đặt chân lên đây đâu. Em nói giỏi mới mua được nhà trên phố chứ, mẹ phải mừng mới phải. Mà chẳng mấy khi mẹ lên chơi, chắc em nó mừng lắm. Ờ, hôm nay lại đúng sinh nhật nó nữa. Mẹ mang nhiều đồ quê lên lắm, tha hồ mà ăn uống. Con hỏi em nó thích quà gì mà nó không nói. Kêu trên này thứ gì cũng có rồi. Nhưng con đã chuẩn bị một món quà rất đặc biệt cho nó mẹ ơi. Đảm bảo nó sẽ rất bất ngờ và thích cho mà xem. Ừ, mẹ biết con tặng em quà gì rồi. Sao mẹ biết ạ? Cả tuần nay con cứ hì hục đan lát, ai mà không biết. Mẹ tin Út nó sẽ xúc động lắm. Mình đi thôi mẹ. Ừ. Mẹ với chị hai lên chơi, sao không điện thoại cho con ra đón? Mà con đã bảo trên này thứ gì cũng có. Mẹ mang đồ quê lên làm gì cho cực?
Mẹ nói cây nhà lá vườn nên an toàn lắm. Lại toàn những thứ em thích. Em ráng mà ăn cho hết nha. Ăn hết chỗ này thì mập lắm. Chà bố cô, người thì như dây leo thế này mà còn sợ mập hả? Mà càng mập lên thì đẹp chứ sao con? Tặng sinh nhật em nè. Quá, còn cả quà nữa à? Cảm ơn chị hai. Trời, chị hai ơi. Sao thế Út? Cái khăn này lỗi mốt lắm rồi. Giờ còn ai quàng cái màu quê mùa này nữa chị hai? Chỉ phù hợp với mấy bà ở huyện thôi à. Mà đường đan sao lởm khởm thế này? Ẩu thế mà cũng bán được. Chị hai mua nhầm đồ dởm rồi. Em đã nói rồi, trên này cái gì cũng có. Chị hai mua làm gì cho mất công? Kìa Út. Đúng thế mà mẹ. Ở công ty con bây giờ, các chị em họ choàng khăn lụa, khăn nhập ngoại. Chứ còn... Út. Ừ. Thế để chị đem về cho mấy đứa trẻ ở nhà quàng cho ấm. À, để chị đem thức ăn cất vào tủ lạnh kẻo hỏng hết. Còn thật là, chiếc khăn đó không phải chị hai mua mà là nó tự đan đó. Tự đan à? Sao tự nhiên chị hai lại... Không phải tự nhiên đâu. Con không nhớ gì à? Con thử nhìn kỹ lại xem. Nó có giống chiếc khăn ngày xưa chị đã dành giùm mấy tháng lương để mua cho con không? Hồi đó con đã thích như thế nào hả? Chiếc khăn ngày xưa ư? Chỉ vì muốn con bất ngờ, muốn con được vui mà chị đã bỏ ra cả tuần để đan lại chiếc khăn đó. Chị con biết con không thiếu thứ gì, nên chỉ muốn tặng con món quà tinh thần làm con vui thôi. Vậy mà con... Đúng là đất giống. Con thật là, chị con chắc đang buồn lắm đó. Mẹ, con vô tâm quá, chắc chị hai giận con lắm. Chị hai thương con nhất sẽ không giận con đâu. Nhưng có lẽ chị con buồn lắm, con mau đi xin lỗi chị con đi. Dạ vâng, con ra với chị con đi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.